chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Trứng muối là một phương pháp được bảo quản trứng được xuất phát từ Trung Hoa. Đó là ngâm trứng trong muối hoặc nước muối. Đó là những cách làm có thể bảo quản trứng được vài tháng mà không sợ bị hỏng, ung. Trứng muối cũng có hương vị ngon, bùi và thơm. Nhưng làm được trứng muối thường mình phải đợi từ 20 ngày cho đến 1 tháng. Và ngày hôm nay, Huyền Trâm xin chia sẻ tới mọi người một cách làm trứng muối siêu tốc, rất là đơn giản. Chỉ trong một ngày, mình đã có ngay trứng muối để chế biến cho những món ăn yêu thích của mình. Mình sẽ dùng ở đây là 6 quả trứng gà, nếu có trứng vịt thì sẽ thơm hơn, và 150g muối tinh. Đầu tiên, mình sẽ lấy một cái tô, một cái bát, sau đó mình sẽ đập hết 6 quả trứng vào trong tô. Và mình cẩn thận đập trứng còn nguyên lòng, tránh trứng bị vỡ. Và sau đó, mình sẽ lựa lấy phần vỏ trứng to hơn và từ từ rắc muối vào ở phía dưới đáy của vỏ trứng. Rồi lần lượt múc từng lòng đỏ trứng cho vào trong và lưu ý cẩn thận tránh không được để lòng đỏ bị vỡ. Sau đó mình sẽ lấy khoảng một thìa cà phê và rắc đều phủ kín trên phía bề mặt của lòng đỏ trứng. Rồi thật nhẹ nhàng để trứng thật ngay ngắn đưa vào phía phần hộp để trứng. Và cứ lần lượt như vậy, mình sẽ làm cho đến hết 6 quả trứng. Sau khi đặt thật ngay ngắn 6 quả trứng và mình sẽ lấy một lớp màng ni lông phủ lên phía trên và đậy lại kín để nơi thoáng mát. Và sau một ngày hôm sau, mình bắt đầu mở ra và thử xem trứng của mình đã chín chưa. Mình sẽ lấy một cái thìa, cái muỗng và sau đó vớt phía muối ở phía trên bề mặt, thử một quả trứng xem sao. Nếu mà trứng đã đủ lòng đỏ chín rồi thì mình sẽ bắt đầu lấy hết ra. Và wow, chỉ sau một ngày thôi, lòng đỏ trứng của chúng ta đã được chín và những lòng đỏ thật là chắc. Mình sẽ lần lượt lấy hết những phần lòng đỏ còn lại ra. Sau khi lấy hết những phần lòng đỏ ra, mình sẽ nhẹ nhàng rửa lại những lòng đỏ này dưới vòi nước cho thật sạch. Những lòng đỏ trứng muối của mình thật là chắc và màu rất là đẹp. Sau khi rửa lại trứng muối thật sạch, mình sẽ lấy một chút dầu mè đổ ra một cái chén nhỏ. Sau đó mình sẽ hắt lên trên bếp một cái nồi hấp. Mình sẽ lần lượt cho 6 quả trứng muối vào và nhẹ nhàng phết lên bề mặt một chút dầu mè. Dầu mè để giúp trứng được thơm hơn, không bị tanh. Và mình sẽ hấp trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau 20 phút mình sẽ mở ra kiểm tra xem trứng đã chín hẳn chưa. Khi mà trứng chín, mình bỏ ra để nguội và mình có thể giữ trứng muối trong ngăn đông lạnh. Đã hoàn thành xong món trứng muối, thật đơn giản và nhanh, dễ dàng phải không mọi người? Xin chúc mọi người cùng thành công với món trứng muối siêu tốc này nhé. Mọi người thấy ngon và đơn giản, hãy dành cho mình một like và đăng ký ủng hộ kênh để đón nhận những món ăn hàng tuần của mình nhé. Và bây giờ, Huyền Trâm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.